Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức vlog của nhà giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022. Loan Lộc kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. American Airlines đã cắt giảm 31.000 chuyến bay trong lịch trình tháng 11. Trộm đồ trong phi trường có chứa AirTag, một nhân viên đã bị bắt. Hơn 1.700.000 xe hơi Ford bị điều tra lỗi về thắng. Tại sao cựu tổng thống Donald Trump có tới 3 cuốn sổ thông hành? Cuộc rút quân khỏi Kabul là một đánh dấu trong nhiệm kỳ của tổng thống Joe Biden. Cảnh sát trưởng Texas đã nói người nhập cư bất hợp pháp trở thành tầng lớp nô lệ mới ở Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden đã gọi Ấn Độ là đối tác trọng yếu nhân kỷ niệm 75 năm độc lập. Theo UNICEF, quyết định của Taliban không cho trẻ em gái đến trường gây thiệt hại lớn. Nga và Bắc Hàn mở rộng quan hệ hai bên. Nga xác nhận kho đạn ở Crimea phát nổ là do phá hoại. Phe ly khai của Ukraine xét xử 5 người châu Âu. Iran nêu điều kiện ký thỏa thuận hạt nhân với Mỹ. Tin từ New Zealand đấu giá nhầm một vali chứa thi thể. Tin Việt Nam, nữ sinh sát hại cha mình bằng chất độc cyanide. Nhà báo livestream tại phiên tòa sẽ bị phạt 30 triệu đồng và tịch thu tang vật. Thưa quý vị, tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, American Airlines đã cắt giảm 31.000 chuyến bay trong lịch trình tháng 11. American Airlines một lần nữa lại cắt giảm lịch bay của mình, cắt giảm 16%, tương đương với 31.000 chuyến bay trong tháng 11. Theo dữ liệu từ Cirium, một công ty phân tích hàng không, hãng hàng không cho biết quyết định này là phù hợp với cách tiếp cận của chúng tôi trong việc lập kế hoạch, hệ thống và lịch trình bay trong suốt cả năm. Trộm đồ trong phi trường có chứa AirTag, một nhân viên đã bị bắt. Một nhân viên trong sân bay trộm đồ trong hành lý, trong đó có cả chiếc AirTag mà không biết rằng thiết bị này có thể tiết lộ vị trí. Giovanni De Luca, 19 tuổi, nhân viên nhà thầu phụ tại sân bay Destin Fort Walton Beach, mới đây đã bị bắt vì hành vi trộm hành lý của hành khách. Theo báo cáo của Sở Cảnh sát địa phương, một trong những manh mối giúp tìm ra chính là vị trí của chiếc AirTag nằm trong số đồ đạc bị người này lấy đi. Theo văn phòng cảnh sát Okaloosa, De Luca đã tiến hành hai vụ trộm hành lý vào hồi tháng 7 và đầu tháng 8. Trong vụ trộm đầu tiên, một vali có chứa các món đồ trị giá 1.600 đô la cùng chiếc AirTag đã bị mất tích. Truy tìm theo tính năng mà Apple cung cấp, nạn nhân phát hiện vị trí cuối cùng của hành lý nằm tại khu vực có tên Carty Court. Vụ thứ hai xảy ra vào ngày 9 tháng 8, khi một chiếc vali khác chứa đồ đạc và trang sức trị giá hơn 15.000 đô la đã bị lấy đi. Cảnh sát bắt đầu đặt nghi vấn về sự liên quan này đến các nhân viên của sân bay. Từ những dự kiện này, kết hợp vị trí của AirTag đầu tiên, cảnh sát đã sàng lọc những người nhân viên đang sống tại khu vực Carty Court và tìm ra De Luca. De Luca đã thừa nhận thực hiện cả hai vụ trộm. Trong vụ đầu tiên, người này đã lục tung vali của nạn nhân đầu tiên và lấy đi AirTag của Apple. Luca có lẽ là không sử dụng các công nghệ mới nên không biết rằng mình có thể bị theo dõi vị trí bằng một thứ giống như một đồng xu. Trang báo đã nhận định và đánh giá đây là một chiến thắng lớn của công nghệ trước tội phạm. AirTag được Apple ra mắt vào tháng 4 năm 2021 là thiết bị định vị nhằm tìm lại đồ đạc thất lạc, phụ kiện sử dụng kết nối với Bluetooth để kết nối với mọi thiết bị Apple trong khoảng cách gần, từ đó xác định vị trí và gửi về cho chủ nhân. Bên cạnh những lợi ích mang lại, AirTag liên tục bị cáo buộc trở thành công cụ của những kẻ rình mò, theo dõi người khác. Gần đây liên tiếp các trường hợp được ghi nhận cho thấy kẻ xấu đã dùng AirTag để theo dõi bạn gái cũ, theo dõi chủ xe trong một số vụ trộm xe sang trọng, trong khi tính năng cảnh báo của Apple bị đánh giá là hoạt động kém hiệu quả. Hơn 1.700.000 xe hơi Ford bị điều tra lỗi về thắng. Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia NHTSA điều tra hơn 1.700.000 xe Ford và Lincoln vì tháng trước có thể không hoạt động. Có khoảng 50 khiếu nại về dây tháng trước bị đứt hoặc là rò rỉ dầu trên dòng sedan Ford Fusion cũng như là Lincoln MKZ khiến cho hệ thống tháng bị lỗi. Lincoln là thương hiệu xe sang của Ford. Các mẫu Fusion và MKZ nằm trong diện điều tra thuộc đời 2013 cho đến 2018 với tổng cộng là 1.729.000 xe. Ngoài việc dây thắng trước bị đứt, lỗi rò rỉ dầu cũng đồng nghĩa việc thắng không thể hoạt động đúng chức năng, dẫn đến những lo ngại về an toàn. Hiện chưa có lệnh triệu hồi nào liên quan đến mẫu xe trên. NHTSA hiện bắt đầu quá trình điều tra và sự hợp tác của Ford để có thêm những thông tin về lỗi kỹ thuật trước khi đưa ra các giải pháp cụ thể. Truyền thông của Mỹ nhận xét Ford có thể tự nguyện triệu hồi xe kể cả khi mà NHTSA không yêu cầu.
Theo đó thì việc triệu hồi này sẽ bao gồm thay thế dây thắng trước kèm với việc xả gió thắng nhằm bảo đảm không còn khí trong hệ thống. Thực tế là dầu thắng có thể có bong bóng do không khí lọt vào, gây ra hiện tượng đập thắng không ăn hoặc thắng không hoạt động đúng như thiết kế. Tại Mỹ, xe Ford Fusion và Lincoln MKZ 2013-2018 là các mẫu sedan cuối cùng của xe Ford trước khi bị khai tử để chuyển hoàn toàn sang dòng SUV và xe bán tải. Tại sao cựu Tổng thống Donald Trump có tới 3 cuốn sổ thông hành? Vào ngày 15 tháng 8, cựu Tổng thống Trump đã nói rằng trong vụ khám xét của FBI tại Mar-a-Lago, họ đã lấy đi 3 cuốn sổ thông hành của tôi, trong đó một cuốn đã hết hạn cùng với nhiều thứ khác. Đó là một cuộc tấn công chính trị chưa từng có ở đất nước của chúng ta, ông đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social. Theo một bài báo, không phải là điều kỳ lạ khi các tổng thống và một số quan chức chính phủ có nhiều hơn một sổ thông hành. Sổ thông hành của cựu Tổng thống Trump không được liệt kê trong số tài sản đã được niêm phong vào ngày 12 tháng 8 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ, nhưng chúng có thể đã nằm trong một trong 26 chiếc hộp được nhân viên FBI thu giữ. FBI điều tra về những tài liệu mà cựu Tổng thống Donald Trump mang theo khi kết thúc nhiệm kỳ. Mỹ cung cấp các loại sổ thông hành khác nhau, bao gồm sổ thông hành ngoại giao được cấp cho cá nhân ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho chính phủ liên bang. Sổ thông hành ngoại giao có bìa màu đen. Mặc dù sổ thông hành ngoại giao không thể sử dụng đi du lịch, nhưng các tổng thống Mỹ được phép giữ lại sổ thông hành này ngay cả khi rời nhiệm sở. Vì loại sổ thông hành này chỉ có giá trị trong vòng 5 năm, nên nhiều khả năng đây là cuốn sổ thông hành đã hết hạn của cựu Tổng thống Donald Trump. Sổ thông hành ngoại giao chỉ có giá trị cho mục đích công việc ngoại giao, vì vậy những người sở hữu sổ thông hành này được khuyến khích có thêm sổ thông hành du lịch thông thường. Sổ thông hành phổ thông là loại sổ thông hành hầu hết người Mỹ nào cũng có. Sổ thông hành phổ thông có bìa màu xanh, đây có thể là cuốn thứ hai của cựu Tổng thống Donald Trump. Cuốn sổ thông hành thứ ba của cựu Tổng thống Trump có thể là sổ thông hành công vụ. Sổ thông hành này được cấp cho những người Mỹ ra nước ngoài để phục vụ chính phủ Mỹ nhưng không thuộc phái đoàn ngoại giao, cũng như cho quân nhân Mỹ tại ngũ và gia đình của họ. Sổ thông hành công vụ của Mỹ có bìa màu hạt dẻ. Cuộc rút quân khỏi Kabul là một đánh dấu trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Một năm trước, quân đội Hoa Kỳ đã rút khỏi Afghanistan, kết thúc cuộc chiến dài nhất mà đất nước này tham gia, là bước ngoặt trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden khi mà tỷ lệ chấp thuận của cử tri dành cho ông đã giảm. Theo NPR, Tòa Bạch Ốc dự trù đánh dấu kỷ niệm ngày Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan vào cuối tháng này. Tổng thống Joe Biden muốn ghi nhận và tôn vinh quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh đã phục vụ trong hai thập niên chiến tranh. Tuy nhiên, hình ảnh mà nhiều người nhớ đến nhất tại sự việc này lại là đám đông người Afghanistan tuyệt vọng tại phi trường Kabul. Một số người cố gắng đuổi theo máy bay của không quân Hoa Kỳ, một số thậm chí bám theo khi chiếc máy bay cất cánh và thiệt mạng. Bên cạnh đó, một vụ đánh bom liều chết đã giết chết 13 quân nhân của Mỹ. Cũng tại thời điểm đó, tỷ lệ cử tri ủng hộ của Tổng thống Joe Biden đã bắt đầu giảm. Ông Doug Sosnick, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Bill Clinton cho biết, không chỉ Afghanistan là nguyên nhân khởi đầu cho sự sa sút của Tổng thống Biden, mà còn về vấn đề đại dịch COVID và lạm phát. Sau khi rút quân, Tòa Bạch Ốc đã cam kết sẽ tường thuật lại đầy đủ và chịu trách nhiệm những gì đã xảy ra, nhưng đến giờ, báo cáo vẫn chưa hoàn thành. Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia nói với NPR rằng không có hoạt động quân sự nào là hoàn hảo. Ông cũng đã nhấn mạnh những sinh mạng được cứu trong cuộc rút quân, lưu ý rằng hơn 124.000 người Mỹ và Afghanistan đã được chuyển đến nơi an toàn trong hơn 17 ngày trong cuộc di tản. Cảnh sát trưởng Texas đã nói người nhập cư bất hợp pháp trở thành tầng lớp nô lệ mới ở Hoa Kỳ. Các quan chức di trú liên bang từ lâu đã nói rằng mỗi người nhập cư bất hợp pháp đi qua biên giới phía nam của Hoa Kỳ đều phải trả phí cho băng đảng Mexico kiểm soát khu vực biên giới đó, được gọi là một khu vực plaza, là vùng ảnh hưởng. Các khoản phí khác nhau tùy thuộc vào quốc tịch của người qua biên giới và loại dịch vụ mà họ đang phải chi trả. Chi phí là rẻ hơn đối với những người nào muốn vượt biên và sau đó tự giao nộp bản thân cho lực lượng tuần tra biên giới, mặc dù nó vẫn đắt hơn đối với công dân ngoại quốc đi từ những nơi xa hơn, chẳng hạn như Trung Quốc,
Phi Châu hoặc Trung Đông. Đối với những cá nhân nào muốn tránh lực lượng tuần tra biên giới và được đưa lậu đến thành phố đích đến của họ ở Hoa Kỳ, thì chi phí sẽ cao hơn và vấn đề liên quan đến hậu cần cũng phức tạp hơn. Một bản cáo trạng gần đây của Bộ Tư pháp về 4 kẻ đưa lậu người nhập cư trái phép, những người Guatemala đã tiết lộ rằng tổ chức này đã buộc mọi người nộp phí từ $10,000 cho đến $12,000 để được đưa từ Guatemala cho đến Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Một số người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp trước đây đã nói với một bài báo rằng họ phải trả $15,000 để vào được Mỹ. Những người nhập cư bất hợp pháp này, những người trốn tránh lực lượng tuần tra biên giới, đều được ghi lại như những kẻ lọt lưới nếu các đặc vụ hoặc máy ảnh phát hiện ra sự hiện diện của họ. Và cho đến nay, trong năm tài chính này, các nhân viên tuần tra biên giới đã ghi nhận hơn 800.000 kẻ lọt lưới bị phát hiện. Theo cựu giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE, Tom Holman và một số người từ Cục Hải quan và Biên phòng CBP, những kẻ lọt lưới đó phải chịu kết cục bị ràng buộc để làm việc cho băng đảng và dành hàng năm để trả nợ. Bất kể họ đã được hứa hẹn gì vào lúc ban đầu, theo cảnh sát trưởng quận Goliad Roy Boy. Ông Boy cho biết Houston là điểm đến chính đầu tiên của nhiều người nhập cư bất hợp pháp khi họ vượt biên vào Texas. Một khi họ đến Houston, họ đều nghĩ rằng họ sẽ được chuyển đến gia đình của họ, nhưng họ không được như vậy, ông nói. Trên thực tế, điều xảy ra là khi họ đến Houston thì họ sẽ được thông báo rằng họ mắc nợ thêm $5,000 cho đến $10,000 tùy thuộc vào nơi mà họ đến và số tiền được đầu tư vào họ, và họ phải giải quyết khoản nợ đó. Ông cho biết cách giải quyết khoản nợ có thể liên quan đến bất cứ điều gì, từ công việc khách sạn, thiết kế cảnh quan, công việc nhà máy cho đến việc cưỡng ép làm mại dâm và buôn bán ma túy. Tổng thống Joe Biden đã gọi Ấn Độ là đối tác trọng yếu nhân kỷ niệm 75 năm độc lập. Tin từ Washington DC, Tổng thống Joe Biden vào ngày Chủ nhật 14 tháng 8 đã gửi lời chúc mừng đến Ấn Độ nhân kỷ niệm 75 năm độc lập, đồng thời cho biết Mỹ và Ấn Độ là các đối tác trọng yếu sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để giải quyết những thách thức toàn cầu trong những năm tới. Hãng tin Reuters cho hay Ấn Độ kỷ niệm 75 năm độc lập vào ngày thứ Hai 15 tháng 8, ngày chế độ thực dân Anh quốc kết thúc vào năm 1947. Tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ đang cùng người dân Ấn Độ tôn vinh hành trình dân chủ của họ, được dẫn dắt bởi thông điệp lâu dài về sự thật và bất bạo động của ông Mahatma Gandhi, đề cập đến nhà lãnh đạo phong trào độc lập của Ấn Độ. Tổng thống Joe Biden nói rằng Ấn Độ và Hoa Kỳ là những đối tác trọng yếu và quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ và Ấn Độ được thành lập dựa trên cam kết chung của hai nước đối với pháp quyền cũng như việc thúc đẩy quyền tự do và phẩm giá của con người. Tổng thống Joe Biden cũng đã khẳng định cộng đồng người Mỹ gốc Ấn Độ đã biến Hoa Kỳ trở thành một quốc gia đổi mới, hòa nhập và hùng mạnh hơn. Theo UNICEF, quyết định của Taliban không cho trẻ em gái đến trường gây thiệt hại lớn. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho biết quyết định của Taliban trong năm nay nhằm tước đi nền giáo dục của các bé gái đang khiến Afghanistan thiệt hại 2,5% tổng sản phẩm quốc nội. Ngoài ra, cơ quan này cho biết phân tích của họ chỉ ra rằng Afghanistan sẽ không thể lấy lại được tổng sản phẩm quốc nội bị mất trong quá trình chuyển đổi và đạt năng suất tiềm năng thực sự nếu không thực hiện các quyền của trẻ em gái được tiếp cận và hoàn thành giáo dục trung học. UNICEF cho biết vào ngày 15 tháng 8, nếu nhóm 3 triệu trẻ em gái hiện có thể hoàn thành chương trình giáo dục trung học và tham gia vào thị trường lao động, trẻ em gái và phụ nữ sẽ góp ít nhất $5,4 tỷ cho nền kinh tế của Afghanistan. UNICEF cho biết con số này chưa kể đến các tác động phi tài chính của việc từ chối tiếp cận giáo dục trẻ em gái, bao gồm việc thiếu hụt nữ giáo viên, bác sĩ và y tá. UNICEF cho biết điều này sẽ dẫn đến giảm tỷ lệ trẻ em gái đi học tiểu học và tăng chi phí y tế liên quan đến mang thai ở tuổi vị thành niên. Quyết định của Taliban đã gây sốc và gây thất vọng sâu sắc. Tiến sĩ Mohammed Ayoya, đại diện UNICEF Afghanistan, cho biết trong một tuyên bố. Ông cũng nói thêm rằng điều đó đã vi phạm quyền cơ bản của trẻ em gái được đi học và khiến cho các em lo lắng tột độ cũng như nguy cơ bị bóc lột và lạm dụng cao hơn, bao gồm buôn bán trẻ em, kết hôn sớm và kết hôn bị cưỡng bức. Nga và Bắc Hàn mở rộng quan hệ hai bên. Truyền thông nhà nước của Bắc Hàn vào ngày thứ Hai 15 tháng 8 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thông báo với ông Kim Jong-un, Chủ tịch Bắc Hàn rằng hai nước sẽ cùng nhau nỗ lực mở rộng mối liên hệ hai bên toàn diện và mang tính xây dựng. Hãng thông tấn KCNA cho biết trong bức thư gửi ông Kim nhân ngày quan phục của Bắc Hàn,
Ông Putin khẳng định việc cải thiện mối liên quan sẽ có lợi cho cả hai nước, đồng thời giúp tăng cường sự an ninh và ổn định của bán đảo Triều Tiên cùng khu vực Đông Bắc Á. Hãng tin Reuters cho hay, ông Kim đã gửi một bức thư cho ông Putin hồi âm rằng tình hữu nghị của Nga và Bắc Hàn đã được đúc kết trong chiến tranh thế giới thứ hai. Với chiến thắng trước Nhật Bản, quốc gia từng chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Trong thư thì ông Kim đã viết rằng sự hợp tác chiến lược, sự ủng hộ và đoàn kết giữa hai quốc gia kể từ đó đã đạt đến tầm cao mới và đây chính là nỗ lực chung của hai nước để ngăn chặn các mối đe dọa và khiêu khích từ lực lượng quân sự thù địch. KCNA đã không xác định rõ các thế lực thù địch, nhưng họ thường dùng thuật ngữ đó để đề cập đến Mỹ và các đồng minh. Ông Kim dự đoán cùng hợp tác giữa Nga và Bắc Hàn sẽ phát triển dựa trên thỏa thuận được ký kết năm 2019 khi ông gặp gỡ ông Putin. Bắc Hàn hồi tháng 7 đã công nhận hai nền Cộng hòa Nhân dân ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine là các quốc gia độc lập. Nga xác nhận kho đạn ở Crimea phát nổ là do phá hoại. Bộ Quốc phòng Nga cho hay vụ nổ kho đạn ở phía bắc bán đảo Crimea là hành động phá hoại gây ra. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, nhiều khu vực ở bán đảo Crimea hứng chịu hàng loạt những hành động phá hoại, trong đó có kho đạn ở làng Maskoye, cách thị trấn Zankoy 25 km về phía đông nam, và một trạm biến áp ở gần đó. Tuy nhiên, cơ quan này không nói rõ lực lượng nào gây ra các vụ nổ. Dịch vụ tàu hỏa từ Nga cho đến Crimea đã phải tạm dừng hoạt động trên khắp bán đảo sau vụ nổ kho đạn. Hãng thông tấn của Nga TASS đã cho biết các vụ nổ ở Mykolaiv đã làm hư hại ga xe lửa ở gần đó. Sergei Aksionov, lãnh đạo chính quyền bán đảo Crimea, trước đó cho biết kho đạn ở làng Maskoy đã phát nổ nhưng không gây thương vong nghiêm trọng. Hãng tin Kommersant của Nga nói rằng nhiều đám khói bốc lên từ một căn cứ không quân Nga gần khu định cư Vadeskoye, trung tâm bán đảo Crimea. Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân đám khói hoặc thương vong liên quan. Oleg Kryukov, cố vấn phụ trách chính sách thông tin của chính quyền Crimea, kêu gọi người dân chờ đợi thông tin chính thức về đám khói đen tại căn cứ không quân và không lan truyền tin đồn. Loạt nổ xảy ra vài ngày sau một sự việc tương tự tại một sân bay quân sự của Nga ở Crimea, khiến cho nhiều phi cơ chiến đấu đã bị phá hủy. Ukraine không xác nhận hay phủ nhận liên quan tới loạt vụ nổ mới ở bán đảo Crimea, nhưng một số chuyên gia phương Tây cho rằng đây có thể là hoạt động tập kích của đặc nhiệm Ukraine và du kích của địa phương. Phe ly khai của Ukraine xét xử 5 người châu Âu. Chính quyền Donetsk ở miền đông Ukraine xét xử 5 công dân châu Âu với cáo buộc được huấn luyện để dùng vũ lực. 3 công dân Anh và 2 công dân Thụy Điển đã bị đưa ra xét xử vào ngày 15 tháng 8 tại phiên tòa do phe ly khai miền đông Ukraine tổ chức ở thành phố Donetsk. Những người này bị cáo buộc đánh thuê và đang được huấn luyện để dùng vũ lực nhưng đều không nhận tội. 5 người này được cho là đã chiến đấu cùng lực lượng Ukraine chống lại quân Nga và bị bắt ở Mariupol. Theo luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng TPR, các công dân châu Âu này có thể đối mặt với án tử hình. Họ sẽ đối mặt phiên tòa tiếp theo vào tháng 10. Tòa án của TPR hồi tháng 6 tuyên án tử hình đối với 2 công dân Anh và một người Morocco sau khi những người này bị các lực lượng thân Nga ở miền đông Ukraine bắt với cáo buộc làm lính đánh thuê. Cả 3 người này đều kháng cáo. Vài ngày sau khi Nga mở cuộc chiến ở Ukraine, Kiev thành lập quân đoàn quốc tế để thu hút tình nguyện viên nước ngoài tới tham chiến. Ukraine cam kết miễn thị thực nhập cảnh cho những người nước ngoài sẵn sàng đến Ukraine để mà chiến đấu. Nga đã kêu gọi những người này là lính đánh thuê nước ngoài và cho biết chính quyền Ukraine đã tuyển mộ gần 7.000 tay súng từ 63 quốc gia, trong đó có những người chưa từng trải qua thực chiến. Phần lớn thành viên quân đoàn quốc tế của Ukraine đến từ châu Âu, châu Mỹ, cùng một số ít từ châu Á, châu Phi và Australia. Bộ Quốc phòng Nga vào tháng trước cũng nói rằng gần 2.000 lính đánh thuê phương Tây đã thiệt mạng và gần 1.800 người đã rời bỏ hàng ngũ. Bộ Quốc phòng Nga vào tháng trước nói rằng gần 2.000 lính đánh thuê phương Tây đã thiệt mạng và gần 1.800 người đã rời bỏ hàng ngũ. Iran nêu điều kiện ký thỏa thuận hạt nhân với Mỹ. Iran phản hồi bản dự thảo thỏa thuận hạt nhân cuối cùng của Liên minh châu Âu, cho rằng có thể đạt được đồng thuận nếu Mỹ có những phản ứng nhanh. Iran đã gửi văn bản phản hồi dự thảo thỏa thuận Vienna, một thỏa thuận sẽ được ký nếu Mỹ có phản ứng thực tế và nhanh, hãng thông tấn Iran IRNA đã đưa tin, nhắc đến dự thảo cuối cùng mà Liên minh châu Âu đưa ra vào ngày 8 tháng 8 để các bên hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Một nguồn tin ngoại giao Iran đã nói, đề nghị từ Liên minh châu Âu là có thể chấp nhận được vì giúp trấn an Iran trên nhiều phương diện liên quan đến các biện pháp trừng phạt và bảo vệ, cũng như các vấn đề liên quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thỏa thuận hạt nhân chỉ có thể hồi sinh nếu Iran từ bỏ các vấn đề không liên quan. Vào ngày 15 tháng 8 đã nói, Mỹ sẽ phản hồi đề nghị này vào cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price vào ngày 15 tháng 8 đã nói rằng Mỹ sẽ phản hồi đề nghị cuối cùng của Liên minh châu Âu nhưng không nêu mốc thời gian cụ thể. Mỹ trước đó đã tuyên bố sẵn sàng quyết định nhanh một thỏa thuận dựa trên đề nghị của Liên minh châu Âu. Theo giới quan sát, bất kể có chấp nhận đề nghị cuối cùng từ Liên minh châu Âu hay không, Mỹ và Iran đều sẽ không tuyên bố thỏa thuận thất bại bởi việc này không có lợi cho cả hai bên. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã nói, những ngày sắp tới rất quan trọng và không phải tận thế nếu Mỹ không thể hiện sự linh hoạt. Khi đó, các bên sẽ cần nhiều nỗ lực và đàm phán hơn để giải quyết những vấn đề còn lại. Iran năm 2015 đã đạt thỏa thuận hạt nhân kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA với 6 cường quốc. Theo thỏa thuận, Tehran sẽ hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lại được dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt. Cựu Tổng thống Donald Trump năm 2018 đã rút Mỹ ra khỏi JCPOA và tái áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc với Iran. Tehran cũng từ bỏ cam kết trong thỏa thuận để đáp trả. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán gián tiếp với Liên minh châu Âu trung gian để khôi phục JCPOA từ tháng 4 năm 2021 ở Vienna, Áo. Đàm phán sau đó đã bế tắc vì những bất đồng liên quan đến các yêu cầu từ Iran. Tin từ New Zealand, đấu giá nhầm một vali chứa thi thể. Một gia đình ở Auckland mua chiếc vali qua hình thức đấu giá từ một cơ sở lưu trữ, nhưng sau đó phát hiện thi thể người ở bên trong. Famanua Valua, phát ngôn viên cảnh sát New Zealand vào ngày 15 tháng 8, xác nhận họ đang tiến hành điều tra sau khi nhận được tin báo của một gia đình ở Auckland phát hiện thi thể trong chiếc vali mua đấu giá từ một cơ sở cất giữ đồ. Các phần thi thể trong vali được cho là của nhiều người. Ưu tiên của chúng tôi hiện nay là xác định danh tính của người đã khuất để hiểu rõ sự việc, Valua đã nói, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết do quá trình điều tra đang diễn ra. Giới chức cho biết họ không nghĩ gia đình mua đấu giá chiếc vali đó có liên quan đến sự việc này. Hàng xóm của gia đình mua nhầm chiếc vali đựng thi thể trước đó đã nói rằng họ ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ căn nhà trước khi cảnh sát tới. Một số người khác cũng đã chứng kiến chiếc vali được đưa đến liều pháp y để khám nghiệm. Gia đình họ thật không may khi mua nhầm một chiếc vali đó vì họ chẳng liên quan đến sự việc này. Bất cứ người nào đã làm việc này hãy ra nhận tội, thật kinh khủng, một người hàng xóm đã chia sẻ. Cái vụ bán đấu giá như vậy đó quý vị thì là cũng biết là ở Mỹ có những cái kho, khi mà những người khách hàng đến gửi thì hàng tháng họ phải trả cái chi phí. Thì khi mà những người nào mà không trả chi phí trong vòng bao nhiêu tháng đó thì hoặc là bao nhiêu năm là không rành, nhưng mà khi mà không trả như vậy thì chủ kho có quyền thanh lý những cái tài sản trong kho. Thì khi mà họ lấy ra, họ không cho những người khác mở ra hay là xem cái gì hết, chỉ là mở ra rồi chỉ cái món nào đó mà trả giá. Họ mở cái cửa kho ra. Mở cửa kho ra. À, và mình nhìn, như người nào mà lanh mắt thì nhìn thấy những cái đồ mà đáng giá. Còn những người nào mà không có chuyên nghiệp thì lại khác. Thì cái người này chắc có lẽ là như vậy ha. Ừ. Họ cũng đã mua đấu giá bằng một cái vali. Mà nếu như vậy thì tại sao khi mà đem về họ không mở vali ra không có? Thì chắc họ mua đấu giá xong họ đem về họ để nhà, họ chưa có coi và chưa có sử dụng, họ chưa có làm gì hết. Thì đôi khi cũng như vậy, mình mua đồ về mình cũng để chứ mình chưa có kịp nhìn đến bởi vì mình còn lo những công việc khác, ví dụ như vậy. Cũng có những người may mắn khi mà họ đấu giá xong đó, họ mua về những món đấu giá, họ về mở ra, ở trong toàn là những cái đồ quý giá không? Ừ. Có những cái đồ cổ rất là giá trị. Tin Việt Nam, nữ sinh sát hại cha mình bằng chất độc cyanide. Tống Thị Tùng Linh đã dùng chất độc cyanide để sát hại cha, phi tang rồi bịa ra tình huống có thanh niên vào nhà. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Tống Thị Tùng Linh, sinh năm 2001 ở thành phố Bà Rịa, về các tội giết người, sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc và hủy hoại tài sản. Nạn nhân trong vụ án là ông Tống Đồng Đê, cha ruột của Linh. Theo kết luận điều tra, trong mâu thuẫn cuộc sống hàng ngày, Linh nảy sinh ý định giết cha của mình. Khoảng tháng 9 năm 2021, Linh pha thuốc ngủ vào chai nước. Nhưng khi uống hết chai nước đó, ông Đê không bị gì, cho nên kế hoạch của Linh đã bị thất bại.
Không từ bỏ ý định, Linh đã lên mạng Internet tìm hiểu về chất độc cyanide. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, Linh đã bắt xe lên chợ Kim Biên, Sài Gòn để mua. Tới chiều cùng ngày thì Linh mang theo túi đựng cyanide về nhà thì nhìn thấy ông Đê đang ngồi nhậu một mình. Biết cha thường uống nước để trong tủ lạnh, Linh đã hòa chất độc vào ba chai nước rồi để lại trong đó. Khoảng 5 phút sau, ông Đê đã lấy chai nước ra uống và phát hiện có mùi lạ nên nhổ ra. Sau đó thì đi vô nhà vệ sinh, chốt cửa lại rồi nôn mửa. Linh đứng bên ngoài nghe thấy bèn đập cửa gọi, một lúc sau không thấy cha trả lời, Linh nghĩ cha đã chết cho nên đi ngủ. Sáng ngày 19 tháng 1, Linh đã phá cửa nhà vệ sinh, sau đó kéo thi thể của ông Đê ra phía sau tường rào, rồi mua gạch và xi măng về đắp lên, xây bịch kính nhằm che giấu hành vi phạm tội. Để tạo hiện trường giả nhằm qua mắt, vào đêm 19 tháng 1, Linh đã dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội để nhờ giúp đỡ. Sáng ngày 20 tháng 1, tại cơ quan công an, Linh khai gian dối rằng khi đang nằm ngủ dưới sàn nhà thì phát hiện một nam thanh niên đột nhập vào nhà rồi nắm tóc Linh kéo dậy nói đã giết người cha. Thanh niên này đập đầu Linh khiến Linh ngất xỉu sau đó bỏ đi. Linh khai khi tỉnh dậy phát hiện nhà cháy nên đã báo cho ông nội kéo vòi nước dập lửa. Sau quá trình điều tra thì Linh đã khai nhận hành vi đầu độc chết cha ruột của mình rồi dựng nên hiện trường giả như trên. Cơ quan điều tra sau đó đã thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một ít chất độc cyanide còn sót lại ở thùng rác trước nhà của nạn nhân, cũng là nơi mà Linh sinh sống. Vào thời điểm gây án, Linh là sinh viên tại một trường đại học ở Sài Gòn. Nhà báo livestream tại phiên tòa sẽ bị phạt 30 triệu đồng và tịch thu tang vật. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng do ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đưa ra với 4 chương và 45 điều. Trong đó có các điều như nếu nhà báo ghi âm, thu hình hoặc thu hình có âm thanh và phát trực tiếp lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa, không được sự đồng ý của người tham gia tố tụng thì có thể bị phạt tiền từ 15 triệu cho đến 30 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính, tư liệu, tài liệu, hình ảnh và nộp lại số lợi bất hợp pháp. Ngoài ra, các hành vi khác cũng bị phạt như nhà báo không thực hiện các hành vi như trình thể nhà báo và giấy giới thiệu công tác khi tham dự phiên tòa để đưa tin về phiên tòa. Không chấp hành sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa về khu vực hành nghề thì có thể bị phạt từ 500.000 cho đến 1 triệu đồng. Nhà báo, luật sư, trợ giúp viên pháp lý mà đưa tin sai sự thật nhằm cản trở hoạt động tố tụng của tòa án cũng có thể bị phạt từ 15 triệu đến 30 triệu đồng. Rồi, tin chính đã hết. Về tới phần tin phụ nha, Hồng Lan. Này Mickey bây giờ mà quên dặn lọc mặt áo Mickey, không có con chuột nào hết, lon đầy chuột trên người. Chuột quá trời chuột. Nói chuột làm nhớ một bữa ngồi ở Đà Lạt, quý vị ngồi ở công viên rất lãng mạn, nhưng mà mấy chú chuột, mấy cậu tí cứ chạy qua chạy lại và ngắm mình hoài. Hiếu khách. Tại vì thiếu khách. Chắc ngạc nhiên quá, thấy rội đèn mà quay gì không biết, muốn tham gia vô với cái cuộc quay phim của mình hay sao. Nghe chuyện vui không? Rồi, cái chuyện gì đây? Chuyện là lạ nha. Lạ hả? Rồi. Trong một trung đội đang tập hợp, một chuẩn úy đứng cạnh một cây đàn piano và hỏi: trong các anh, ai là người yêu âm nhạc? Hãy bước lên đây. 6 anh chàng binh sĩ rất là hớn hở bước lên và nói: dạ thưa chuẩn úy, chúng em là những người yêu âm nhạc. Chuẩn úy muốn nghe bài gì? Người chuẩn úy nhìn các anh lính mỉm cười và nói: được lắm, như vậy các anh hãy giúp tôi khiên cái đàn piano này qua câu lạc bộ sĩ quan phía bên kia sườn núi. Chứ kỳ vậy. Làm ta tưởng được biểu diễn âm nhạc được à, chọn những người yêu âm nhạc thì mới mân mê những đúng cái rồi. Cây đàn piano nó không bị hư cây đàn. Là mấy ông kia đang mê nhạc tiếng khúc hận. Giống như là đang thèm hát karaoke mà bị người chiếm diễn đàn hát hoài không cho mình hát vậy. Giống vậy hả? Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số thông tin mình nụ cười nho nhỏ. Cứ chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Và luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.